Vậy cho tới bây giờ ông vẫn còn thích tôi á hả? Đúng vậy, tôi vẫn luôn thích bà từ xưa tới giờ. Tôi đã cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi không còn làm giang hồ nữa. Tôi đã cố gắng học, chỉ để chứng minh với bà một điều rằng là tôi thích bà thôi mà. Tyron, nhưng mà tôi hết thích ông mất rồi. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Ôi, trời ơi là trời, buồn quá trời quá đất luôn ấy bạn ơi. Không biết là Chiron với Simmy bây giờ đang như thế nào nhờ. Tính ra là làm con trai khổ ghê luôn ấy bạn. Hay, mình rất là thích Sammy luôn, nhưng mà mình thì không dám tỏ tình. Còn Chiron nó thì thích Simmy. Chiron tỏ tình rồi thì lại bị từ chối. Vậy rốt cuộc là có nên tỏ tình hay không? Trời ơi là trời, mấy bạn nghĩ rằng là mình có nên tỏ tình Sam hay không đây các bạn? Mặc dù là mình rất là thích Sam nhưng mà mình không dám tỏ tình. Mình cứ sợ bị từ chối các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao đây ta? Ai, buồn quá. Trời Phạm ơi, Phạm ơi, Phạm ơi. Ủa gì vậy Sam? Ủa sao mà ông buồn vậy? Có gì kể tôi nghe coi. Nhìn mặt buồn rười vậy. Ai, trời ơi là trời. Thì cái chuyện của Chiron với lại Simmy đó, tôi không biết rằng là Chiron với Simmy bây giờ sẽ như thế nào đây. Buồn muốn chết luôn à. Tôi lo trời cho hai người ơi, đó quá. Có gì đâu. Thì chuyện tình cảm của Sim để Sim tự giải quyết đi. Ông lo gì cho mệt đúng không? Trời đất ơi, tưởng chuyện gì. Ê mà đừng nói vì mấy cái chuyện đó mà ông không rủ tôi đi chơi mấy ngày qua nha. Tôi buồn lắm luôn á. Đúng rồi. Chẳng qua là mấy ngày vừa rồi á, tôi cứ lo cho chuyện của Kai với lại Sim, cho nên là tôi cũng ít gặp bà, với lại cũng không có rủ bà đi chơi nữa. Thôi tôi xin lỗi nha, mai mốt tôi dẫn bà đi chơi ha. Nhớ nha, đừng có thất hứa nha. Nhớ rồi. Hôm nay tôi có một món quà rất đặc biệt dành cho ông luôn nha. Ủa, cái gì? Có quà hả? Tất nhiên rồi, có quà chứ sao không? Bây giờ ông đi theo tôi nha, tôi cho ông một quà là đặc biệt rất bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Đi. Ủa Sam ơi, quà đâu? Quà. Trời đất ơi, tỉnh thôi, nhận quà gì mà háo hức dữ vậy? Trời đất ơi, bình tĩnh thôi. Trời ơi, được bạn gái tặng quà. Được bạn tặng quà phải vui chứ. Bạn gái là gì? Hả? Gì? Bạn gái là gì? Bạn gái hả? Bạn gái có nghĩa là hai người yêu nhau xong gọi nhau là bạn gái thôi. Nói chung là bà không cần quan tâm đâu. Quà của tôi đâu? Quà của ông trên này, để trên lầu của này nó mới biết hấp dẫn được không? Đó. Cái gì mà quà gì để tuốt trên lầu cái ghê vậy? Đâu quà đâu? À, chuẩn bị nha. 1 2 3. Tèn 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 tèn. Đó. Ủa cái gì đây vậy? Cái gì vậy? Con người trong này, em bé đó. Đây. Trời ơi, cái gì vậy Sam? Tại sao? Hả? Tại sao bà lại bắt một em bé bà bỏ vô cái bình rượu bà ngâm rượu hay gì vậy? Cái gì tào lao giống nào? Tự nhiên tôi ngâm rượu em bé chi? Trời ơi. Không. Chứ sao? Ủa, bà đừng có nói tôi là bà bắt cóc em bé bà nhốt ra nha. Trời đất ơi, tôi là gọi là gì đây? Tôi là phù thủy gọi là hòa bình mà sao có thể là giết con người được? Không quên hả? Trời ơi. Tự nhiên không mà bắt một em bé sao mà nhốt vào trong cái bình này. Trời nhìn nó tội nghiệp quá, thả ra đi. Ủa rốt cuộc nó là cái gì vậy? Bình tĩnh nghe tôi giải thích nè, thực ra đây là một con cá, hiểu không? Ủa cho gì? Tôi dùng phép thuật phép lên để biến thành em bé. Trời đất ơi, chưa kịp giải thích mà sợ dữ vậy. Cái gì mà con cá vậy? Ủa tính ra nó là con người mà tôi thấy nó có chân có tay có đầu đàng hoàng nè, đâu phải con cá đâu. Trời đó là con cá, tôi phù phép lên thành em bé đấy. Trời ơi, hay vậy hả? Hóa ra đây chính là một con cá nhưng mà được Sammy phù phép cho biến thành con người các bạn ơi. Trời, cái gì mà ghê vậy, nhìn nó y hệt như là người thật luôn nè, giống y hệt một em bé thật luôn Sam ơi. Wow. Trời ơi. Ủa khoan, nhưng mà cái con này nó biết nói chuyện không Sam? Được rồi, đây là một em bé nhưng mà chỉ là một con cá thôi nha, nhưng mà nó biết cử động y chang con người luôn, suy nghĩ khóc gọi là buồn vui gì cũng làm được hết luôn á, hay không? Ồ, nó biết vậy luôn hả? Gì ghê quá vậy? Wow, trời ơi bạn ơi, bất ngờ quá à.
Hóa ra là Sammy có phép thuật có thể biến cho những con vật trở thành con người được luôn. Ghê vậy ta. Wow. Tất nhiên rồi. Sam ơi, tôi mới nghĩ ra được một cái ý này rất là hay luôn nè Sam. Hay là bây giờ tôi bà nhận nuôi cái em bé này đi, được không? Nhận nuôi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, chúng ta sẽ nhận nuôi nó ha. Rồi chúng ta đặt tên cho nó nè. Rồi chúng ta sẽ gọi là nuôi cho nó lớn lên, được không? Hay lắm nha, hay lắm nha. Ok, ok, ok bạn ơi. Vậy là từ bây giờ mình với Sammy đã có thêm một người con nuôi các bạn ơi. Đó, bọn mình sẽ là ba mẹ nuôi của các em bé này nha các bạn nha. Em bé này à, ủa khoan từ, gọi là em bé thì hơi kỳ. Bọn mình phải có một cái tên cho nó. Sam ơi, Sam nghĩ là bọn mình nên đặt tên cho em bé này là gì giờ ta? Ủa, cũng cần phải đặt tên luôn hả? Đúng rồi, con người là ai cũng phải cần có tên hết, Sam hiểu không? Chứ không có tên thì biết gọi sao, chẳng lẽ gọi bằng em bé hoài đúng không? Bây giờ suy nghĩ là đặt tên gì giờ ta? Mấy bạn ơi, những bạn đang xem video nè, mấy bạn nghĩ rằng là chúng ta nên đặt tên cho em bé này là gì? Theo như mình nghĩ nha, thì em bé này á biến thành con người từ một con cá. Có phải em bé này là con cá đúng không Sam? Đúng rồi, con cá nè. Trời ơi, con cá hả? Vậy thì bây giờ mình mới nghĩ được cái tên này rất là hay luôn nè mấy bạn ơi. Hay là chúng ta đặt tên cho em bé này tên là cá con đi nhờ. Hợp lý không mấy bạn? Hợp lý không Sam? Cá con hả? Đúng rồi. Ôi, dễ thương nha, tôi thích rồi đó. Đúng rồi, cũng giống như bây giờ nè, tôi chính là cá heo đúng không, bà là cá mập. Thì bây giờ chúng ta có một em bé thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó là cá con, hiểu không? Dễ sợ. Đúng rồi, rất là nghe, rất là hay luôn. Ok, trời ơi bạn ơi, bạn coi kìa, nó đang nằm ở trong một cái bình chứa nước y hệt như là đang nằm ở trong một quả trứng á bạn. Nhìn rất là dễ thương luôn nha. Ủa sao ơi, mà nó có sắp nở chưa? Sắp nở đó, này là sắp nở đó. Ok ok. Rồi mấy bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau chờ thử xem em bé cá con này sẽ gọi là sinh ra đời như thế nào nha các bạn nha. Không biết là em bé này có biết nói chuyện, biết khóc, biết cười, biết vui y như là Sam nói không ta. Ủa trời, hồi hộp quá à. Ê, nở nhanh đi nào con ơi. Many minutes later. Ôi, Sam ơi, tính ra từ nãy giờ tôi đợi cũng được 2 tiếng rồi đó mà sao tôi thấy nó chưa nở rồi Sam? Trời đất ơi, ông phải bình tĩnh từ từ chứ đúng không? Bây giờ nó cử động, bây giờ nó mới nở được chứ. Đúng rồi. Đúng rồi ha, phải chờ cho nó cử động nữa. Trời ơi con ơi, cử động đi con, sao mà lâu quá vậy? Ai. Cái gì vậy? Ôi Sam ơi. Ủa, nó lắc cái đầu kìa. Trời ơi mấy bạn ơi, mình thấy em bé đang lắc lư cái đầu kìa bạn ơi. Trời. Nó lắc lư cái đầu kìa bạn. Trời. Trời ơi, nó sắp nở rồi Sam ơi. Yeah, trời ơi, vui quá. Trời ơi, hỏng mà. Ôi hỏng quá bạn ơi. Ôi nó đang quay qua kìa. Nó đang quay qua nhìn mình kìa. Quay qua nhìn mình kìa bạn. Wow, trời ơi, dễ thương quá bạn ơi. Yêu hồng luôn á. Ủa mà khoan từ, sao nhìn nó y hệt tôi vậy ta? Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn hãy nhìn em bé đi xem, mình nhìn thấy nó y hệt mình luôn bạn ơi, nhìn nó dễ thương quá à. Ủa là trời. Wow, trời nó mặt tả các bạn, nhìn dễ thương dễ sợ luôn á. Ủa nó đang cử động kìa sao? Trời ơi trời. Nó đang cử động này. Rồi chuẩn bị nha Phong, chuẩn bị nha. Ok. Ủa vậy là nó sắp nở rồi phải không? Đúng rồi, nó sắp nở đó. Ôi trời ơi, nở đi con ơi, nhanh lên, anh háo hức quá con ơi. Nở nhanh đi. Trời ơi trời. Ôi nhìn dễ thương quá bạn ơi. Ok. Nở đi, nhanh lên con. Trời ơi trời. Tôi muốn đựng nó quá, à. Nhìn nó dễ thương quá. À. Ê. Ủa mà khoan Sam, sao chờ mãi nó không nở vậy? Trời đất ơi, ông từ từ thôi, biết sao không? Bây giờ ông phải đợi cho nó khỏe mạnh á, để tí nó còn đập cái kính nó còn chạy ra ngoài đấy, hiểu không? Đó. Hiểu rồi. Vậy là giờ nó vẫn còn yếu lắm đúng không? Đúng rồi, nó yếu xìu à. Ok. Con ơi, cố gắng lên, cố gắng khỏe mạnh thật là nhanh nha. Ôi, nó đang làm gì kìa? Hình như nó đang muốn đập cái kính kìa Sam ơi. Đúng rồi. Chuẩn bị nha Phong. Trời ơi, nó càng vào đi. Trời ơi, nó cử động kìa sao? Wow. Nghe gì được không? Trời ơi, bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Baby Phong cận mấy bạn ơi. Ôi nhìn dễ thương quá à. Trời ơi trời. Ôi mấy bạn ơi, mấy bạn hãy nhìn mình với em bé nè. Mấy bạn thấy mình với em bé nhìn giống nhau không các bạn? Trời, nhìn hai đứa y hệt nhau luôn bạn ơi, dễ thương quá trời. Ôi là trời. Wow. Rồi con ơi con, từ nay nè, từ nay anh sẽ là không nói là anh thì nó hơi kỳ. Tính ra là mình nhận nuôi nó thì mình phải là ba của nó đúng không các bạn? Đây, từ nay ba sẽ là ba của con, còn Sammy sẽ là mẹ của con. Nghe rõ chưa? Nghe không? Ủa nó gật đầu kìa sao? Trời ơi, thông minh quá à. Ôi dễ thương quá à, mấy bạn ơi. Hay, ok. Vậy là từ nay chúng ta đã có thêm một thành viên mới, đó chính là bé cá con nha các bạn nha. Rất là dễ thương luôn. Bé cá con. Ok. Mà khoan từ, bây giờ bé. Ôi khoan Sam ơi, tính ra là bé cá con ăn gì? Con hả? Ăn đồ ăn cho cá. Trời, tào lao, tính ra
ra là ngày xưa là con cá thì còn ăn đồ ăn cho cá được, còn bây giờ bé con cá con này nó trở thành người rồi, phải cho ăn đồ ăn của con người chứ, đúng không? Tôi quên, trời đất ơi. Trời ơi trời. Bây giờ sao ta? Ôi, bây giờ tôi với bà xuống dưới pha sữa cho nó đi. Ủa sữa hả? Đúng rồi. Uống sữa. Tôi tưởng trời. Con rồi là con nít phải ăn chứ. Đàn nào tao, con nít mới được sinh ra làm sao mà ăn được, nó chỉ uống sữa thôi. Đi xuống đây nhanh lên. Này, xuống đi, mà xuống trước đi. Rồi con cho con xuống trước chứ đúng không? Thôi nó, mà. Bà xuống, bà chờ cho nó nhảy xuống, bà đỡ. Ôi nó nhảy xuống. Trời ơi, cái chân té con ơi. Ủa mà khoan từ, tính ra là em bé mới được đẻ ra mà sao nó biết đi luôn rồi các bạn, kỳ hả? Ủa khoan từ, tính ra là đây là em bé được gọi là được sinh ra từ phép thuật mà đúng không? Đúng rồi, nó nói phải xịn sò rồi là những con người bình thường chứ. Wow. Lo sao vậy? Hèn gì mới vừa được đẻ ra là biết đi luôn bạn ơi, ghê thiệt, cái gì mà ghê quá vậy? Thôi con xuống đây. Đâu rồi? Hình như tôi nghĩ là chắc nó ăn được luôn rồi chứ không cần uống sữa đâu. Xuống đây. Đó. Xuống đây baby, xuống đây. Đó, xuống đây anh nhầm ba sẽ gọi là sao ta, làm gọi là bánh mì cho con ăn nha. Ok, vô đây ngồi đi. Ngồi xuống. Đúng rồi, ngoan quá. Ngồi trên ghế kìa, ai cho ngồi lên bàn con. Ngồi lên ghế nhanh lên. Con nít sao biết được ngồi lên ghế là bàn không? Cho nó nè, ngồi đó được mà. Nè nè. Đây nè, ngồi lên trên cái này nè con. Ngồi lên trên này thấy không? Ngồi lên. Tập ngồi đi. Đúng rồi, à, ngồi xuống. Trời ơi, sao nhìn nó lì quá vậy? À, đúng rồi. Ê, sao mày sao nó ngồi gì đâu mà nó lúng hết nửa cái người xuống ghế không vậy? thôi con ơi, con đứng lên đi con đừng ngồi nữa. Ok rồi, bây giờ là hai người ở đây nha, tôi vô tôi nấu đồ ăn cho ăn nè. Rồi để xíu. Hey, để mình kiểm tra tủ lạnh coi, hiện tại là trong tủ lạnh đang có bánh mì nè, dưa hấu với lại là táo bạn ơi. Không biết là em bé này có ăn được gọi là táo, dưa hấu hay là bánh mì không ta, nhưng mà mình nghĩ rằng là em bé được sinh ra từ phép thuật thì chắc là không giống người bình thường đâu bạn ơi, mình nghĩ là có thể ăn được đó nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bánh mì vô đây nè, đấy, sau đó mình sẽ bấm nút mình nướng nó lên nha bạn nha. Còn táo thì mình nghĩ rằng mình sẽ gọi là mix chung với lại dưa hấu đó, mình sẽ xay sinh tố nha. Đấy, cho nó xay làm tròn tròn nè bạn. Sau đó sẽ biến thành sinh tố nha bạn nha. Ok. Cái bánh mì mình nướng xong rồi nè. Ok rồi, mình nướng xong bánh mì rồi, giờ mình sẽ lấy bánh mì lên. Rồi ok, lấy bánh mì rồi nè. Nước dưa hấu cũng xay xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái ly nè với lại là mấy cái dĩa. Ok, múc nước dưa hấu nè. Đấy. Rồi ok, một ly nè. Ok, đem vào đây. Hey, em bé ơi, có bánh mì rồi nè. Ok nè, đây là bánh mì của em bé nè. Đây là bánh mì của Sam nè. Đó. Thank you. Bỏ lên nè. Đấy, còn cái này là nước dưa hấu cho em bé nè. Rồi giờ con ngồi xuống con ăn đi con. Ui trời ơi, bạn coi kìa bạn ơi, em bé đang cầm ổ bánh mì và ăn luôn kìa bạn ơi. Trời ơi trời, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình nha, mình thấy có một em bé mới vừa được sinh ra mà có thể cầm ổ bánh mì mà ăn được luôn bạn ơi. Ghê thiệt chứ. Cái gì mà ghê quá vậy? Đúng là em bé gọi là đến từ thế giới phép thuật, quá giỏi luôn bạn ơi. Wow. Ui, tính ra em bé này giỏi ghê Sam ơi. Tất nhiên rồi, tại vì em bé này là em bé phép thuật mà, đúng không? Ghê chưa? Đúng là ghê thiệt luôn á. Em bé phép thuật mới vừa được sinh ra là biết di chuyển nè, biết chạy nhảy nè, biết ngồi, biết ăn luôn. Đúng là ghê thiệt. Ủa mà khoan, Sam ơi, giờ mình đưa em bé đi ra ngoài chơi được không? Được chứ, trời đất ơi, được hết. Được luôn hả? Wow, trời ơi, giỏi dữ ta. Ok bạn ơi, thì ngay lúc này nè bạn, mình nghĩ rằng là em bé ha mới được sinh ra cho nên là chắc là chưa biết gì về thế giới bên ngoài đâu. Cho nên là bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ cùng với bạn và cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau đưa em bé đi cắm trại nha các bạn nha. Đó, cắm trại là vui nhất luôn. Vừa được ăn uống ngon nè, vừa được gọi là sao ta, vui chơi nè, mà còn vừa tốt sức khỏe nữa. Ba sẽ tập cho con được 6 múi luôn được không? Ok. Gì mà tập 6 múi luôn vậy? Trời ơi, mình không hả? Đúng rồi, tập cho 6 múi luôn. Ok, ra đây. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dẫn bé cá con của chúng ta cùng nhau đi cắm trại nha bạn nha. Ok. Bé cá con ơi, hôm nay nè, ba sẽ dẫn con đi cắm trại nha. Con thấy vui không? Vui đúng không? À, quá vui luôn. Rồi ok, thôi chúng ta cùng nhau đi nào. Let's go. Từ. Hả? Có gì kì vậy? Tôi nhớ tôi có chổi thần mà sao ông gọi là ông đi bộ cho mệt vậy? Trời ơi là trời, bà không biết gì hết trơn á. Em bé nó còn nhỏ xíu à, bà cho nó đi bằng chổi thần rồi lỡ đâu ha, bay lên trên trời cao rồi té xuống sao, đúng không? Trời đất ơi đừng lo, tôi đã có phương án đi. Thông minh chưa? Đây ông nhìn thấy gì không? Cái gì vậy? Cái này là gì vậy? Đây là một cái hộp bí mật, tí nào ông sẽ biết. Đây. Một chiếc xe. Wow. Vậy chưa? Trời ơi, Sammy mới vừa phù phép biến ra một chiếc xe á bạn ơi. Ôi mà khoan, cái xe của bé tí tẹo sao chở đủ ba người? Trời ơi, đây là xe dành cho em bé. Trời đất ơi, trời ông nhìn thấy hả? Xe bé mà. Đâu, baby, con thử con leo lên con chạy hết coi bé. Trời ơi. Cái gì vậy?
Nó ngồi kiểu vậy. Trời ơi, nó ngồi. Trời ơi. Vui vậy? Rồi, ok, bây giờ bé cá con hãy thử lái xe cho ba coi coi. Lái coi, lái coi. Đó, ui, ui, trời chạy được kìa. Trời ơi, ghê chưa? Cẩn thận ơi, trời cẩn thận coi. Trời ơi, ấy cái chân tung tường vậy. Trời ơi. Trời ơi, chạy từ từ hay nha con. Ok, ok, bây giờ là ủa khoan từ. Bé cá con thì có xe nha, giờ còn xe tôi với bà đâu? Trời ơi, tất nhiên là phải có rồi. Đây, hộp thứ hai, vẫn còn hộp thứ hai mà. Đâu. Ok. Đó. Thấy chưa? Wow. Nguyên cái xe to đùng luôn. Trời ơi, Sammy giỏi quá bạn ơi. Ok, khoan từ. Bà có bình xăng không? Để tôi đổ xăng để chạy được chứ. Cho mình xăng à. Đó, bình xăng á. Chuẩn bị kỹ xăng luôn á. Ok, để tôi đổ xăng nè. Đó, mình sẽ phải đổ xăng vô mình mới chạy được nha bạn nha. Ok, đổ xăng nè. Rồi ok. Rồi bây giờ bà leo thử đi. Leo lên. Ủa Phong mà ông biết lái không vậy? Trời ơi, lái được chứ. Tôi gọi là giỏi lái xe lắm á. Leo lên. Ok. Ok. Rồi, bây giờ bé cá con chạy thẳng đi. Ba sẽ chạy đằng sau lưng con. Ok. Trời, nhìn nó dễ thương quá bạn ơi. Lại ghê vậy. Chạy đi con, chạy đi. Đúng rồi. Ok, đi thôi nào. Let's go. Chúng ta cùng nhau đi cắm trại thôi. Chạy nhanh lên con, chạy nhanh lên. Nhìn nó dễ thương quá bạn ơi. Mình nhìn thấy dễ thương dễ sợ luôn á. Rồi, ok bạn ơi, hiện tại là mình đã đưa bé cá con với lại là Sammy cùng nhau đến chỗ cắm trại nè bạn ơi. Ok, thì hôm nay nè, tôi sẽ chỉ cho bé cá con với lại Sammy biết cắm trại của con người thế nào. Sammy gọi là ở thế giới phù thủy á, có biết cắm trại là gì không? Cắm trại? Ủa sao nghe lạ dữ vậy? Đúng rồi, làm sao mà biết được, chỉ có con người mới biết cắm trại thôi, chứ phù thủy làm gì biết cắm trại đúng không? À, còn bé cá con nè, bé cá con có trí thông minh hơn người nè, con có biết cắm trại là gì không? Biết không? Không biết đúng không? Đúng, tất nhiên rồi, làm sao mà biết được. Ok, thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho hai người biết thế nào là cắm trại nha. Thì đây nè, đầu tiên nè, chúng ta sẽ mở cái rương này ra. Trong cái rương này tôi có chuẩn bị rất là nhiều đồ cho mọi người luôn nè. Tôi sẽ lấy nè. Đấy, lấy ra. Đấy, ok. Lấy ra hết nha. Đây, xin giới thiệu với hai người, đây chính là cái liều cắm trại nè. Đấy, đèn. Đúng không? À, mini quá à. Đúng không? Đẹp không? Buổi tối á, khi mà trời tối á, chúng ta có thể chui vào trong đây để ngủ á nha. Tôi có chuẩn bị cho Sam với lại là bé cá con một cái á. Rồi bé cá con. Con đặt cái con ra coi. Đâu? Để tôi đặt. Ô để cho bé bắt bé cá con đặt ở giữa được không? Hả? Ok đây. Nè, bé cá con để cái liều bên đây. Nhanh lên. Đó rồi, để giữa đây con. Đó. Đúng rồi. Quá đây, đẹp luôn. Đến tôi. Ok, được Sam nè. Để tôi đập cái bên ngoài đó. Đây, đó. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã có chỗ để ngủ rồi. Ok, rồi chúng ta đi cắm trại không thể nào mà chỉ có đến đây để ngủ không. Chúng ta cần phải có thêm đồ ăn. Thì ở đây tôi có chuẩn bị rất là nhiều thứ nè. Khoan từ, từ để coi đâu rồi. Đây là cái đồ để nướng thịt nè. Đấy, một tí nữa nha, chúng ta sẽ cùng nhau đi săn để gọi là kiếm thịt để nướng thịt đó bạn ơi. Tại vì khi mà đi cắm trại nha là không có chuẩn bị thịt trước mà chúng ta sẽ phải đi săn đó bạn ơi, thì nó mới vui nha. Ok, rồi đây nè, bây giờ tôi sẽ bỏ than vô nè, từ từ than rồi, đây than đây, tôi sẽ bỏ than vô đó, rồi đốt lửa lên, búp búp. Ồ, chảy lên nè, thấy ghê không? Ok, rồi, ở chỗ này tôi có chuẩn bị thêm mấy cái ghế nè. Đây, cái ghế để nằm ngủ nè. Đây là của bé cá con nè. Còn cái ghế của tôi đâu ta? Ôi chết, tôi quên chuẩn bị ghế của tôi rồi. Đây nè, ghé ông đây nè. Ủa, sao đặt lộn xộn này Phong? Sao nó đặt không đúng màu vậy? Ok, nè, cái ghế màu đen trắng này là của Sam nè. Còn màu cam là của bé cá con nè. Đây là cái màu của tôi nè. Đó, ngồi lên. Đây. Trời ơi. Ok. Ơi, với lại là em bé còn nhỏ là không được ra nắng, cho nên là bây giờ ba có chuẩn bị cho con một cây dù nè. Ok, để đây. Xin nhớ. Dễ thương không? Quá dễ thương luôn đúng không? Ok, rồi bây giờ thì chúng ta chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi. Ok, từ hình như là còn thiếu cái gì đó thì phải, để kiểm tra coi. À đúng rồi, còn thiếu lửa trại bạn ơi. Cắm trại là không thể nào thiếu lửa trại được nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái gọi là lửa trại nữa bạn ơi. Đó, thấy đẹp chưa? Ok. Ôi, nhìn là quá à. Trời. Nhìn nè. Ê Sam ơi, tính ra là bà là phù thủy, bà không sợ lửa hả? Bà leo và đứng trên lửa vậy hả? Có gì đâu, vui mà. Trời. Mấy bạn ơi, hey, đúng là phù thủy ha, không có sợ lửa bạn ơi. Trời. Thôi đừng có nghịch, tí nữa con bé cá con nó bắt chước theo bà nó nghịch rồi phỏng á. Trời. Mấy bạn nhỏ đừng có bắt chước chị Sammy nha. Chị Sammy nghịch lửa bạn ơi, không được nghịch lửa nha. Ok. Ê bé cá con, bình tĩnh. Ôi, dừng lại. Trời đất ơi, gì nó lại đẹp mà. Nè, ba nói cho con nghe nè, không được nghịch lửa nghe chưa? Nghịch lửa là phỏng tay nghe chưa? Ừ. Trời ơi là trời. Rồi ok. Bây giờ để thêm đống nước chỗ này nữa. Ok bạn ơi.
bây giờ đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải gọi là đi săn để kiếm đồ ăn bạn ơi. Cần phải kiếm đồ ăn thì mới có đồ ăn để cho tối nay ăn nha. Ok, thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn nào. À, bé các con có muốn đi kiếm đồ ăn chúng bao hả? Muốn không? Muốn đúng không? Rồi đi 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 đi. Đi đi theo ba, đi theo ba. Ok, bây giờ là mình là đàn ông con trai mà đúng không? Mình phải thật là mạnh mẽ đúng không? Mình phải đi kiếm đồ ăn đem về cho mama Sam ăn, hiểu không? Ok, đi. Đi thôi. Đi. Đi cẩn thận nha. Ok, yên tâm, tôi sẽ dẫn bé các con đi săn thật là nhiều thịt đem về nhà luôn. Đi thôi. Oh, wow, bên đây quá trời gà luôn bạn ơi. Hợp lý nha. Ôi khoan, ở trên này có trứng gà nè. Đấy, ok. Ê các con ơi, con thích ăn trứng gà không? Thích ăn không? Thích ăn không? Không thích hả? Có gì thích ăn thịt gà không? Bây giờ ba bắt gà con ăn nha. Ok, thích ăn thịt gà đúng không? Ok rồi. Bây giờ nè, mấy con gà nè, bây giờ coi ba nha. Bây giờ ba làm mẫu cho con coi nha. Ở đây ba có chuẩn bị một cái bẫy nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau để cái bẫy xuống đây nè nha. Sau đó sẽ mở cái bẫy ra, con thấy cái bẫy không? Thấy không? Đấy, ô, không được, lại gần, không được, lại gần. Đi xa ra, không được, lại gần, nghe chưa? Ok, tiếp theo nữa, chúng ta phải đi kiếm hạt giống, hiểu không? Tại con gà nó ăn hạt giống á, trên xe đập này là chúng ta kiếm hạt giống nè. À đây, thấy nè, thấy không? Có thấy trên tay ba cầm hạt giống không? Ta bỏ trong cái bẫy nè, bỏ vô nha. Bỏ cái bẫy, lấy con gà sẽ nhìn thấy chạy lại. Ô, thấy chưa? Vậy là bắt được một con rồi. Ghê chưa? Ok, ơ, nó đang bị đau nữa, thấy không? Đó, đang bị đau nè. Ok, sớm cho sẽ giết nó. Chúng ta lấy thịt. Đấy, quá hợp lý luôn. Quá dễ đúng không? Mà thôi, cái này nó hơi lâu. Cho nên chúng ta sẽ cầm rìu, chúng ta đi chém nó cho nhanh. Ok, mày hả mày? Ok, một miếng thịt, hai miếng thịt nè. Chạy đi chó nhanh, mệt quá. Ok, ba miếng thịt nè. Ở bên đây nữa, đập cái nè. Ok, bốn miếng thịt. Lên. Ok bạn ơi, mình đã gọi là kiếm được rất là nhiều thịt gà luôn nè các bạn ơi. Hôm nay à, hai cha con mình kiếm được quá trời thịt gà luôn. Bây giờ ba sẽ làm cáp sơ cho con ăn nha. Nha. Thôi chịu không? Ok. Rồi, ê Sam ơi, tôi kiếm được quá trời thịt luôn nè. Ấy, ghê không? Đâu dữ nhỏ tôi đời quá trời luôn nè. Trời ơi, bọn tôi đi kiếm thịt gà cực khổ luôn á, kiếm mãi mới ra nè. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ than vô đây nè. Đó, mình sẽ nướng nha. Mình sẽ đốt lửa nè. Đấy, ok, sau thì mình sẽ bỏ thịt gà lên. Ủa? Chết rồi. Cái than này chỉ nướng thịt bò thôi các bạn ơi. Vậy sao giờ ta? Trời trời. Là cái nào? À khoan, bên đây mình còn cái đống lửa bên đây mà, mình thay bỏ đống lửa đây mình nướng. Đó, ok. Ghê không? Ghê không? Thơm quá à. Tất nhiên là phải thơm rồi. Ê, nó chín nè. Nó chín nè. Nó chín được một miếng rồi nè. Thôi nhưng mà khoan, để từ từ. Để. À. Cái gì vậy? Cái gì vậy sao? Tôi lộn, kìa tôi đổi cho tôi lộn. Trời ơi trời, bà để từ từ đi cho nó chín hết rồi sống là bọn mình mới ăn chứ. Bây giờ chín có một miếng thôi à. Mà ở đây có ba người thì ai ăn ai nhịn đúng không? Trời ơi. Tôi biết rồi. Ok. Thôi bây giờ bọn mình đi mình leo lên trên đây mình ngủ đi. Ok, bây giờ bọn mình nằm ngủ một tí đi. Rồi tí nữa chờ thịt chín rồi mình ăn nha. Ok. Thôi ngủ nào các bạn ơi. Hey. Trời ơi, ngủ ngon quá. Ê, cái gì? Ê, con creeper. Bởi cái tàn creeper với tôi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ủa, một khoan tự. Hình như có gì hơi sai. Ủa gì vậy? Ủa, cái gì mà con creeper lùng tịch vậy? Trời ơi là trời, hóa ra là bé cá con mày ơi. Tháo cái nón ra nhanh lên. Trời ơi là trời. Người sao ông đang ngủ mà la lưỡi ông sòm vậy? Trời ơi, bà coi kìa, con bé cá con nó đội cái nón creeper cho nó hù tôi kìa. Trời ơi trời, nhỏ mà quậy quá nha. Trời ơi, mệt ghê luôn trời. Thôi quay lại cắm trại tiếp đi ông nội. Trời ơi trời, quậy quá trời quậy. Hey, thiệt luôn các bạn. Nhiều lúc ha, em bé nhiều khi nó thông minh quá cũng quậy ghê luôn các bạn. Mệt ghê luôn á trời. Hey. Rồi ok, thịt chín đây nè. Bây giờ là sẽ nhường cho bé cá con được hết thịt luôn nè. Đó, cho hết luôn. Rồi còn Sam cho một miếng thôi. Ủa gì cày vậy? Sao tôi đừng cái vậy? Thôi tôi giỡn cái nè, tôi cho bà nè. Ở không? Bé con bé cá con nó thấy bà không có đồ ăn, nó cho bà kìa, không? Vô cùng dễ thương nha bạn nha, cực kỳ tốt bụng luôn nha bạn nha. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta, và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha.